Lần em, chào mừng em đã trở lại với Shiro One Shiro và Thầy Kimmy. Rất vui vì được gặp nhau trong clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Ultimate Battle. Đây là một tựa game khá là quen thuộc tại vì dạo gần đây thì mình cũng đang quay clip về game này khá là nhiều. Và hôm nay thì nói chung là sau một vài ngày thời gian chờ đợi không quay clip về game này, như mình nói thì mình đã nghỉ ngơi một vài ngày về tựa game này. Và bây giờ hiện tại thì mình đã đạt cấp 40 và có rất là nhiều tin vui muốn nói với anh em. Đầu tiên là về ngục tối thì đợt trước mình như là mình đã bị thua ở ba mấy ta. Mình cũng không nhớ là thua ở ba mấy nữa, nhưng mà mình vẫn có mục tiêu là đánh tới ải 35 để mình lấy ba mươi để mình lấy 300 kim cương, nhưng mà như là mình bị thua thì phải. Cho nên là 30 à, đúng rồi, như là ải 30 á, sau đó là mình thua. Nhưng mà bây giờ thì có một tin vui là mình đã vượt qua rồi. Đây. Anh em có thể thấy là thậm chí là mình đã đánh tới được ải 36 luôn rồi nè. Đấy, và hiện tại thì bây giờ mình đang thua ải 36, đang thua rất là nặng nề, nên thôi kệ đi. Còn 2 ngày nữa là nó sẽ reset rồi nên không quan tâm. Cái thứ hai tiếp theo nữa đó là mình vượt qua được mấy cái ải này rồi nữa nè. Nhưng mà rất là nhiều thứ để khoe, chẳng qua mình không nhớ thôi. Một khai phá thì mình nhận được phần thưởng nè. Thì bây giờ nói chung mình đã đạt cấp 40 rồi, tiếp tục khai phá đi ha. Rồi, chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe nha. Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình gọi là tích những cái room. Hiện tại thì mình đã được 48 room, cộng thêm một lần mua ở đây nữa thì mình có thể được thêm 10 room nữa là được 58, khoảng 60 room. Thêm 2000 tiếp theo mình sẽ tích thêm nữa, bây giờ mình thiếu 400 kim cương nữa là mình sẽ được 2 lần mua. Thì nói chung là cho này là 20 lần đi, 20 room đi. 25 room thì là 48 là 68, khoảng 70 room. 70 room nha anh em. Đấy. Hiện tại thì con tướng đợt này đó là Lucy, thì như anh em có thấy là đúng như mình dự đoán không? Tức là hết con tướng này sẽ có tướng khác, cho nên anh em cứ yên tâm về cái vấn đề tướng. Chắc chắn là hết con Lucy này lại tiếp tục ra một con nữa. Cho nên là chúng ta thích thì chúng ta cứ chờ đợi là được thôi. Chỉ cần chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi là sẽ có tướng để chúng ta chiêu mộ. Cho nên quan trọng là chúng ta phải cố gắng tích room nha. Như anh em thấy thì mình chiêu mộ một lần hay sao nè, một lần hay hai lần gì á là được 0.83%, rất là ít luôn. Tốn một cái room mà tốn một hai cái room mà chỉ được 0.83%, rất là ít. Thôi thay vào đó chúng ta chiêu mộ ở đây thì sẽ ngon hơn nè. Còn nếu mà anh em muốn lấy tướng S trong cái hoạt động này thì chúng ta cần chắc chắn, cho nên chúng ta phải tích thật là nhiều room. Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình tích room nên tạm thời cứ để đi anh em, cứ từ từ tính tiếp. Rồi, tiếp theo mình sẽ nhận thưởng, rất là nhiều phần thưởng ở đây. Rồi, còn gì nữa không? Mình cũng chả biết còn gì nữa không, nhưng mà nói chung thì đợt này mình muốn giới thiệu cho anh em một vài cái hoạt động mới mà mình vừa mở được khi mà mình đạt cấp 40. Thì mình sẽ tham gia những cái hoạt động đó cho anh em xem. Rồi, để mình vào đây đã, tại vì mình đang có một cái nhiệm vụ này. Đây. Khai phá vàng 20 lần thì mình đã khai phá được 13 lần. Còn 7 lần nữa đúng không? Còn 7 lần nữa thì chắc là ngày mai mới xong rồi. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 3 rồi đúng không? 4. Rồi ok, ngày mai 3 lần nữa là xong. Như vậy là chưa, hôm nay chưa xong được tại vì cũng tốn khá là nhiều kim cương. Thành ra mình cũng không muốn phí phạm kim cương nhiều. Với lại hoạt động nó cũng còn lâu mới hết, tới 65 tiếng nữa mới hết. Mà khi mà mình làm hết thì không biết là nó có sang hoạt động mới không nữa. Cái đầu tiên là mình đã xong rồi nè. Cái thứ hai thì ngày mai mình sẽ xong. Câu cá thì ngày mai mình cũng xong luôn, thậm chí là hôm nay là xong rồi. Còn chạm vật tư này thì mình sẽ không mua, tại vì đợt này nó không có bán room. Nó bán token TC này thì mình không biết là cái gì. Như vậy là cái này thì mình nghĩ chắc là phải đợi hết thời gian nó mới kết thúc rồi. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thêm hoạt động là tiêu kim cương nha. Ý mình xong cái này rồi nè. Hoàn thành chiến đấu trường nè. Còn hai cái này thì mình chả biết là gì luôn. Tự nhiên, ui 10 trên 1 ngàn hả? 10 trên 1 ngàn là cái gì mình chả biết luôn. Ra này là 0 trên 1. Nó không có ghi chữ tiếng Việt, chúng ta đọc thì làm sao chúng ta biết được là cái gì trời. Khó hiểu thiệt, nói chung là hơi khó hiểu. Hơi là khó hiểu cho nên kệ nó đi. Hồi nãy mình định làm cái gì quên rồi ta. À, do túi để mở cái hộp, được mạnh tướng A. Rồi ok, thì được mạnh Frankie. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái hoạt động mà mình vừa mới mở được nha. Đầu tiên là về cái hoạt động khai phá di tích. Thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta đánh. Tổng cộng có 3 cái để chúng ta đi. Cái đầu tiên là mở khóa vào thứ hai, thứ năm, chủ nhật. Cái thứ ba, hai là mở thứ ba, thứ sáu, chủ nhật. Và cái thứ ba là mở khóa thứ tư, thứ bảy, chủ nhật. Đó. Thì nói chung là mỗi ngày, mỗi tuần thì nó mở cái nào thì chúng ta đánh cái đó thôi. Khi mà anh em vào hoạt động thì nó sẽ hiện ra 3 cái.
một cái mở và hai cái là có chữ đang đóng, cho nên chúng ta sẽ đánh cái mà đang mở. Thì hiện tại đang mở hôm nay là di tích Skype, cho nên mình sẽ tham gia nha. Cái này thì mình sẽ đánh win được nè, còn cái bên kia mình đánh thua hoài luôn, chán thiệt. Vô đánh cái này thì chúng ta sẽ được một số cái lọ thuốc, thì nữa lát rồi mình sẽ nói chi tiết cho. Giờ mình sẽ đánh nha. Anh em có thể thấy là ở dưới chỗ mấy cái con tướng sẽ có một cái chữ sát thương cộng 0 và có một cái quả cầu. Thì khi mà cái ống kế bên của quả cầu đó nó hút hết, nó bị hút hết thì chúng ta sẽ win nha. Nói chung là cũng rất là lâu, hiện tại cái ống này vẫn chưa hết đâu. Tại vì cái ống này chỉ dành khi mà còn mình thằng NL. Đây, khi một còn một mình thằng đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đánh nè. Rồi cái ống nó sẽ bắt đầu suy giảm nha. Đó, anh em có thấy bắt đầu rút không? Khi mà nó rút hết cái ống này mà chúng ta còn sống thì nó sẽ win. Kiểu như vậy. Nói chung là ráng cầm cự thôi. Nói chung là ráng cầm cự. Ráng cầm cự và đảm bảo một điều là anh em phải có sức mạnh để anh em giết được mấy thanh niên kia. Đấy, thanh niên NL này đang có cái tuyệt chiêu gọi là khiên một giọt nha anh em. Tuyệt chiêu bất khả xâm phạm. Nhưng mà khi mà cái ống này bị hút hết thì thanh niên nó sẽ chết thôi. He đấy, thấy chưa? Rất đơn giản thôi. Úi. Mình có một cái rương nè. Đấy. Như vậy là sau khi đánh xong thì sẽ tiếp tục qua ai tiếp theo. Tức là ai 2 đó thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ thua rồi. Tại vì ai 2 nó sẽ rất là mạnh. Cực kỳ mạnh luôn. Thấy anh em thấy không? Mình chưa kịp làm gì là đã chết queo rồi. Như vậy là chúng ta được một rương. Sau đó thì chúng ta sẽ mở. Tổng cộng chúng ta sẽ mở được miễn phí là 2 lần. Mình mở được thuốc tăng cường tân binh 5 bình. Như là bên đây chúng ta được thuốc tăng cường tân binh nữa. Ngon. Nói chung là ngon nha anh em. Tại vì cái thuốc tăng cường tân binh này nó dùng để tăng cấp khá là ngon. Tiếp theo là nếu chúng ta tiếp tục mở bên đây, chúng ta sẽ tốn 30 kim cương. Đúng không ta? Không biết là tốn 30 kim cương đúng không? Mà tại sao đây có chữ là mở toàn bộ thì lại tiêu tới 340 ta? Cũng không hiểu. Bây giờ thì mình sẽ mở thử cái này. Lại tiếp tục là thuốc tân binh. Nếu mà anh em mở tiếp thì sẽ tốn 60 kim cương. Kim cương sẽ càng ngày càng tăng lên. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ... À mà cũng đúng. Cũng đúng nha anh em, tại vì bây giờ càng ngày nó càng tăng. Số lượng kim cương nó sẽ càng ngày càng tăng. Bây giờ mình mở thêm cái 100 này thì cái này sẽ lên 150. À đúng 250 rồi. À, bây giờ mình sẽ tắt đi, như đó là quá đủ rồi. Đó, kèm đó thì anh em được thêm mấy cái viên đá này. Thủy tích cổ xưa. Cái đá này thì sẽ có tác dụng là anh em sẽ vào cửa hàng để anh em mua đồ nha. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Đấy, nói cho mình sẽ nói thật là chi tiết để cho anh em hiểu. Nhưng anh em nào có chơi tựa game này anh em không biết về cái tác dụng hay là những cái thứ này thì mình sẽ chỉ cho anh em. Tiếp theo là anh em sẽ vào cửa hàng. Đấy, nó sẽ nằm ở kế bên. Thì anh em muốn mua gì anh em mua, đơn giản này thôi. Đặc biệt là cái thuốc tăng cường tân binh màu xanh này rất là ngon nha. Nó sẽ có giúp cho chúng ta tăng sức mạnh khá là ngon. Rồi lát nữa mình sẽ mua sao. Tiếp theo là một cái hoạt động khác, đó là quái vật thực thụ. Đây, thì mình cũng chưa đi luôn. Mình đang để dành để mình quay clip cho anh em. Chứ ngày hôm qua là đã có rồi, nhưng mà mình đang rất là muốn để dành để cho anh em xem thử như thế nào. Thì ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu đánh từ level 1. Và lần thách đấu của chúng ta chỉ có 3 lần thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ thử nha. Wow, rất là nhiều vòng ở đây. Và đội hình thì cũng không nhấp được, cho nên mình sẽ nhấp thử một chữ thách đấu. Gì? Mỗi bên phải có ít nhất một đồng đội hả? Như vậy là... Ủa sao ta? Ok vậy. Vượt qua level 1. Thì bây giờ mình sẽ nhấp vào thách đấu. Thì tại sao nó không cho mình chọn đồng đội ta? À, nhấp vào chữ đội nha anh em. Anh em sẽ nhấp vào chữ đội. Sau đó anh em sẽ chọn đội hình. Ok, phải có đội hình. Hay quá. Thì mình sẽ lắp tương tự như trận hình mình đánh thôi. Ok, trận hình tương tự như vậy. Và mình sẽ chọn thêm đồng đội viện trợ nữa. Đó. Hombat, Usopp và một người nữa là Mr. 2. Rồi, như vậy là trận hình này xong thì mình sẽ lưu. Bởi gì? Mỗi bên phải có ít nhất một đồng đội là sao? What? À, phải có đội hình thứ hai nữa anh em ơi, khá là căng. Đội hình 2 này chắc mình lắp đại thôi, tại vì mình hết đồng đội rồi. Đó, lắp đại thôi. Nói chung là tổng cộng chúng ta cần phải có hai cái đội hình. Đã hiểu. Còn về đội ở dưới thì hình như là không cần. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thách đấu nha. Ok. Vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Ui, cái này có vẻ hơi căng. Tại vì mỗi cái đội sẽ đánh với một vòng khác nhau hả ta? Như vậy là ở vòng 2 chúng ta sẽ bắt đầu chơi bằng cái trận hình 2. Như vậy thì hơi yếu ấy. Mình có cảm giác là nó sẽ hơi yếu. Mình nghĩ là cái này nếu mà chúng ta chia đôi ra thì được. Ví dụ chúng ta đang chơi 4 tướng chính thì mình chia đôi ra mỗi trận là 2 tướng chính.
thì may ra có thể win được. Và mình sẽ thử nha, thử vào trận chiến trước xem sao đã. Nếu mà không ổn thì lượt đánh thứ hai mình sẽ làm như mình nói là mình sẽ chia đôi, chia đôi con đường. Mình sẽ chọn auto và nhân 3 nha, cho nó nhanh. Ai này chúng ta đánh với thằng Luffy Zombie, nó khá là xanh lè xanh lét. Ui nó mới hoàng cái chết queo, đánh đấm gì nữa. Ok, vậy là mình đã hiểu rồi, mình không cần phải xem tiếp đâu anh em ơi. Quá mạnh, quá nguy hiểm. Nghĩ sao mà tướng S mà gánh lăng mình còn chưa kịp làm gì nữa. Nói chung là cái này đánh cho có lệ thôi sao á. Đánh lấy, ui, đây là trận 2 nè anh em. Trận này chúng ta đánh với bố già nữa chứ. Trời ơi, skill của bố già kìa. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, khiến cho mình lên bảng luôn. Quá đau đớn, thật là quá đau đớn và quá đau thương. Như vậy là sau khi chúng ta đánh xong chúng ta trả được cái ích lợi gì luôn, quá là đau thương. Chả biết luôn anh em. Rồi như vậy là coi như hoạt động này coi như chúng ta không đi được rồi, quăng đi, không cần quan tâm nữa. Tiếp theo mình sẽ nhận được một số điểm thì chúng ta nên coi ở đây có làm nhiệm vụ thôi đó. Nói chung là mấy hoạt động này tốt nhất là mỗi ngày chúng ta đều nên làm nha, tích cực làm để lên tăng cấp cái này, phần thưởng sẽ gia tăng. Người ta mình được level 6 rồi nè. Level 6 thì phần quà của chúng ta sẽ là, à nó có phần quà ở đây. Bây giờ mình đang cố gắng lên level 7. Khi lên level 7 thì nó sẽ được một cái Omamori. Cái này thì dùng để chơi trong đền thờ. Level 8, level 9, level 10. Ui, bắt đầu từ level 10 nó mới bắt đầu ngon anh em ơi. Mấy cái level sau này cũng toàn là đồ gì không à. Úi dồi ôi, không biết bao giờ mới lên nổi level 30. Level mau là sao? Có chữ level mau kìa. À level mua hả? Đừng level mau. Đền thờ thì mình đã chơi rồi, cái này thì hoạt động nó sẽ kết thúc, cho nên là bữa mình hơi ngu người tại vì mình không có đổi thưởng nè anh em. Cho nên là nó khi mà nó kết thúc thì mình chả đổi được cái gì cả. Quá là đau đớn. Mình đây hiện tại mình đang có 30 cái đồng xu này thì mình cũng chả biết là nên đổi cái gì đây nữa. 30 thì cũng không đổi được cái gì luôn. Cái này thậm chí cái này là cũng 80 luôn hả? Đắt thế nhỉ? Ồ, nếu mà được thêm điểm nữa thì mình sẽ đổi được một cái này. Nói chung là 30 không có được cái gì cả, không được gì luôn. Đổi được duy nhất được cái này, cho nên đổi luôn đi. Tại vì ngày mai hoạt động cũng kết thúc rồi, nó cũng mất rồi anh em, cho nên chúng ta cũng đâu đổi được gì đâu, cho nên là thôi cứ đổi đi. Rồi một hoạt động khác nữa mình muốn giới thiệu cho anh em khi mình vừa lên cái 40 có, đó chính là hoạt động trong đây. Đấu trường vô địch này thì mình không hiểu. Cặp của tôi là cái gì đây? Bạn không nằm trong vòng này, nếu cái này thì chúng ta phải canh giờ nó tham gia hay sao á. Khá là nhiều bạn tham gia nè. Cái này khá là giống hoạt động mà nói chung là hoạt động đánh nhau thôi, chúng ta có thể xem chiến báo nè. Đây. Thích thì mình sẽ cho anh em xem chi tiết trận đấu nè. Để cho anh em xem trận chiến của các thanh niên này. Ui. Ghê không anh em, ghê không, ghê không? Ủa cái vậy? Không xem được à? Nói chung là nó chỉ cho chúng ta xem cái này thôi hả? Cho xem cái nhân vật thôi thì làm được cái gì? Mà cho xem chiến báo luôn chứ. Hình như là không xem chiến báo anh em ơi. Để mình kiếm chỗ nhấp coi có không. Hình như là không luôn. Ok, quá đau đớn, không xem được, hơi buồn. Bên đây thì cũng tương tự hay sao á. Rồi ok, hơi tắt đi ha. Rồi vậy là chúng ta sẽ đánh được một cái này, đó là đấu trường danh vọng. Thì mình cũng không biết cái này đánh làm sao luôn. Mình vừa lắp trận hình vô rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đánh thử được không nha. Đánh dắp vô nè. Chọn đổi hình nè. Thách đấu. Sau đó mình chọn đội hình của mình ra nè. Rồi chọn đội hình tương tự cũ thôi. Thì trận hình của mình sao thì mình lắp vậy thôi. Rồi sau đó mình sẽ chọn thách đấu. À không được hả? Vậy là phải ở đội 2 nữa. Khá là khó. Đội 2 đâu? Hiển thị đội. Rồi không biết lắp sao luôn. Ở đây nó kêu là mỗi đội phải có nhất một đồng đội, tức là cần thêm một ở chiếc trận 2 nữa. Mà nó không cho mình chọn đội thì làm sao mà được đồng đội trời. Khó hiểu quá à. Đấu trường danh vọng thì tất cả người chơi trên level 40, bạn có 6 lượt thách đấu miễn phí mỗi ngày và bạn có thể dùng kim cương mua thêm.
đi thách đấu hay được thách đấu đều thay đổi điểm của bạn. Có 9 bậc phần thưởng bậc. Phần thưởng bậc có cả token vinh danh. Rồi. Nó không có hướng dẫn gì luôn hả ta? Nói chung là ý cái gì đấy? Mình vừa chọn được một cái trận này rồi nè. Ô, như vậy là hình như là chúng ta sẽ chơi trận này chăng? Không không biết chuyện gì nhưng mà mình cứ lắp đại vô đi. Thách đấu. Vẫn là như vậy. Đội của chúng ta là đây. Mà mình đâu có nhấp được đâu ta. Cái này là cái gì đây? Chỉnh sửa. À, phải chỗ này không ta? Không biết luôn anh em. Nói chung mấy hoạt động này nó hơi phức tạp. Nói chung là phải nghiên cứu mới ra nha anh em. Chứ mới đầu thì không biết đâu. Nếu chúng hỏi ở đây là gì ta? Rồi ok, chuyển sang trận 2 đi. Ta chơi đây, đây, đây và đây. Chúng ta thậm chí là có cả đội 3 nữa nè anh em. Đội 3 thì lắp đại đứa nào cũng được. Đội 4. Đội 5. Lưu. Rồi sau khi đã lưu xong thì mình nghĩ chắc là đánh được rồi. Phải không ta? Ôi giời ơi. Cái gì thế này? Cái gì thế này? What? What? What the hell? Ý. À, chúng ta sử dụng được nè. Chọn. Dứt. Không được luôn. Rồi, ok. Hoạt động này thật là xàm xí. Cho nên cái từ từ mình sẽ nghiên cứu lại vậy. Trang không muốn nói luôn anh em. Hoạt động đi đâu kỳ cục thiệt. Rồi, tạm thời dẹp sang một bên. Tại vì mình không hiểu cho nên là không đi được. Tiếp theo về một cửa hàng. Cửa hàng hôm nay thì mình đã mua được hai này rồi. Cửa hàng đấu trường thì mình có 560. 560 thì cũng không đủ để mình mua con bù nhìn này. Mình đang mua con bù nhìn này nhưng mà không đủ. Thành ra là muốn có thêm điểm thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vào đấu trường. Sau đó mình sẽ dùng 30 kim cương để mua thêm 5 lượt. Sau đó mình sẽ mạt sát 5 này. Như vậy được thêm 150. Như vậy là mình đã đủ để mua một con bù nhìn mới. Chúng ta sẽ có 19 con bù nhìn. Yeah, cửa hàng băng hội thì mình có 560. Như vậy là 560 này thì đủ một cái này rồi. Như vậy là mình có 20. Yeah. Như vậy là chúng ta đã đủ con bù nhìn. Bây giờ mình sẽ dùng 20 mảnh bù nhìn để mình ghép lên một con bù nhìn hoàn chỉnh. Đâu rồi không biết nữa. Đây, kết hợp. Ra một con bù nhìn. Và con bù nhìn này có tác dụng là tăng cấp sức mạnh khá là ngon. Cho nên bây giờ mình sẽ con mà con bù nhìn đó là bù nhìn sơ cấp nha anh em. Cho nên nó chỉ phù hợp với tướng A thôi. Cho nên mình sẽ thức tỉnh cho thằng Zoro. Đó. Chọn con bù nhìn của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ lên được từ sao tím lên sao vàng. Yeah. Sau khi thức tỉnh xong thì chúng ta chắc chắn sẽ có nhiệm vụ để nhận rất là nhiều luôn là đằng khác. Đầu tiên đó là về đây. Không có gì hết. Sưu tập đá quý thì mình mới được 33 thôi. Đây còn được sức mạnh. Thức tỉnh. Thức tỉnh 3 đồng đội A thì mình đã nhận được. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là thức tỉnh một đồng đội S. Thì đồng đội S tức là Magin Lăng của mình đó. Thì mình sẽ cố gắng đi thu thập cái con bù nhìn cấp cao thôi. Chứ cũng không có gì đặc biệt. Rồi bù nhìn cấp cao thì như là mình được 9 mảnh rồi sao á. 9 hay 10 đó. Đây 9 mảnh rồi. Còn thiếu khoảng 11 nữa. Vận động này diễn ra khá là lâu. Còn tới 185 tiếng rồi mới kết thúc. Cho nên là còn dài. 185 tiếng là tới tận nhiều ngày lắm anh em. Nói chung là nhiều ngày lắm. Anh em cứ yên tâm nha. Không phải. Ờ đúng rồi. 185 tiếng. Một ngày là chỉ có 60 tiếng thôi. À không phải. Một ngày là chỉ có 24 tiếng thôi anh em. Một ngày là 24 giờ. Mà cái này tới 1185 giờ. Cho nên là cứ yên tâm. Rất là nhiều. Thoải mái. Vô tư. Cửa hàng quán rượu thì cũng có bán cái bộ nhìn cao cấp nè. Cho nên mình cũng định là mình đang để dành để mình mua bộ nhìn cao cấp. Ok. Khá là ngon. Tiếp theo là mình nói chi tiết về cái nại mình đang định nói. Đó chính là cái ở trong hạ gục ở này. Tức là cửa hàng di tích đó anh em. Thì những cái bình thuốc tân binh. Đây mình sẽ cho anh em xem. Chúng ta chọn phát triển. Sau đó vào chỗ tàn phẩm. Đó. Thì ở đây chúng ta có chỗ tăng cường để nâng cấp. Cái tăng cường này thì sẽ tốn bình thuốc tân binh.
Tại vì con ma ganh lăng này mình nâng lên cấp cao rồi, cho nên bây giờ nó tốn thêm nguyên liệu là thuốc tăng cường thuyền trưởng nha anh em. Đấy. Và chúng ta có thể đổi từ 4 cái tân binh lên được một cái thuyền trưởng. Cái này thì chỉ tốn 3 cái thuyền trưởng đúng không? Cho nên bây giờ mình thích là mình sẽ nâng luôn nè. Tại vì nâng cái này mình thấy cũng khá là ngon. Còn nếu không thì anh em có thể nâng cho người khác. Đơn giản thôi. Ủa, cái này vẫn nó vẫn có chữ phát triển này. Như vậy là có cái để nâng. Có cái để nâng thì nó mới bắt chúng ta vào. Ok, đã tăng cường thành công. Rồi, thằng Zoro này thì tiếp tục là mình sẽ tăng cường chỗ khác. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ tốn mấy cái bình này nha. Đấy, cho nên rất là ngon luôn. Tăng sức mạnh cũng khá là ok. Thằng Luffy cũng có nè. Nhưng mà tạm thời mình sẽ vào cửa hàng di tích để mình mua thêm cái đó đã. Tại vì mình hiện tại nó đang bán rất là nhiều cái này. Đó, khá là ok. Năng lượng tinh tế xám này mình chưa thấy có tác dụng nên mình khoảng tạm thời mình không mua nha. Chắc là những cấp về sau nó mới bắt đầu tốn. Thích thì mua thu cũng mua luôn cũng được anh em. Tại vì mình nghĩ chắc những cấp về sau nó cũng sẽ có thôi. Tiếp theo thì nếu mà thôi giá của nó khá là cao nên thành ra mình sẽ làm mới. Làm mới thì ta sẽ tốn 30 cái thủy tinh này. Đấy, là mua thêm thuốc tân binh. Với lại thuốc xanh lá cây. Xanh lá cây thì cũng khá là cần. Ui, giá mắc thế, 150 luôn à. Để từ từ đã, để coi có nó tiêu hao không đã. Rồi mình sẽ tiếp tục là nâng cho thằng Yoro một ít. Đây, lại tiếp tục là có tăng cường nè. Đây, hiện tại là tăng cường này đã lên level 4 này. Cho nên là bắt đầu nó sẽ tiêu hao thêm thuốc tăng cường thuyền trưởng. Đấy. Còn của thằng Magellan Lăng thì mình đã nâng đến level 5 rồi anh em. Cho nên là rất là nhiều nguyên liệu khác. Ngoài ra thì thằng Luffy cũng có chỗ tăng cường nè. Cho nên mình cũng sẽ tăng cường cho nó luôn. Lực chiến đã tăng rất là ghê luôn. Nâng cấp cái này. Đây là năng lượng tinh tế xám. Ủa, cái nãy mình đang tìm luôn đúng không? Vậy là mình sẽ vào mình mua một cái xám đi. Tại vì nó cũng khá cần thiết. Ủa, xanh lá cây à? Vậy là không phải cái xám. Cái xám này mình như mình bỏ qua thì phải. Đau đớn thiệt. Rồi, còn riêng cái con BV thì mình không có nâng tàn phẩm gì cả. Đơn giản là tại vì con này ít bữa thì mình sẽ thay, cho nên mình sẽ không nâng, rất là tốn nguyên liệu. Ngoài ra thì bây giờ như là mình nhớ không nhầm là như nó có thể tăng level được nè. Đó, khi mà lên 45 thì nó có thể nâng tàn phẩm nè. Ủa chưa được luôn hả? Kỳ vậy. Nhớ là nâng được rồi mà ta. Ok, thôi clip dài rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Và mình sẽ tiếp tục với một vài ngày nghỉ ngơi dài để mình cố gắng tích thêm rất là nhiều room. Khi nào mà mình đạt 100 room thì mình sẽ quay trở lại với anh em. Và mình sẽ có một clip chiêu mộ cực kỳ kinh dị cho anh em xem. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe, đăng ký ủng hộ cho mình. Đây là game One Piece Ultimate Battle Bounty Hunt. Một cái tựa game làm cho anh em nhức nhối khi mà anh em không tìm được linh tải. Hiện tại mình đang có nhiệm vụ là bắt con cá hồi. Cho nên mình sẽ đang làm mới. Ui, ra ba con cá chép luôn. Nếu mà ra ba con cá hồi là ngon á. Đây cá hồi cầu vồng nè anh em, nhưng mà này có một con à. Mình sẽ tiếp tục làm mới đến khi nào mà có hai con thì mình sẽ bắt. Ui ba con cá koi luôn. Khó, nói chung là ra hai con cũng hơi khó, nhưng mà cũng may làm mới này là mới tốn vàng thôi chứ không có tốn gì à. Ví dụ kim cương. Chứ ví dụ là cái gì đây? Làm mới để câu huyết ngư hả? Là sao? Huyết ngư là sao? Thử dùng 30 coi nó ra cái gì đây. Ui! Vãi lên thì ra là dùng 30 vàng thì sẽ được ba con cá hồi cầu vồng luôn. Quá là ngon, nhưng mà bấy lâu nay mình không biết. Ở bên đổi vật tư này thì mình đã đủ để đổi cái này rồi nè. Ủa. Một tuần chỉ đổi được 3 cái thôi hả? Căng vậy. Ok, thôi được rồi. Bye bye anh em nha. Bây giờ mình sẽ vào để mình đi thu thập thêm quặng đồng đây. Ủa cái gì đây? Viện trợ gì đây trời? Mình có làm gì đâu.